mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương. Và các bạn thân mến, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay chúng ta cùng thưởng thức bản nhạc Quan họ ngày xuân do nhạc sĩ Đặng Tiến Mạnh sáng tác cho dàn nhạc dân tộc Hòa Tấu và cùng nghe đôi lời tâm sự của tác giả về bản nhạc. Quý vị và các bạn đang thưởng thức bản nhạc Quan họ ngày xuân, một sáng tác cho dàn nhạc dân tộc Hòa Tấu của nhạc sĩ Đặng Tiến Mạnh do các nghệ sĩ nhà hát chèo quân đội trình tấu. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Đặng Tiến Mạnh là người con của vùng quê Quan Họ, sinh ra và lớn lên tại bờ bắc con sông Cầu, nên làn điệu dân ca đã ngấm vào tâm hồn cậu bé ngay từ ngày ấu thơ. Năm 16 tuổi, Đặng Tiến Mạnh thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh Hà Nội, theo học đàn nhị, khóa học 1994-1997. Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp, Tiến Mạnh về đoàn chèo Hà Bắc công tác. Khi tách tỉnh Hà Bắc thành tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, đoàn chèo Hà Bắc đổi tên thành nhà hát chèo Bắc Giang. Trải qua quá trình công tác hơn 10 năm tại đoàn, với cương vị là một nhạc công, Tiến Mạnh đã học hỏi, tìm tòi thêm cho mình một hướng hoạt động nghệ thuật mới, đó là chỉ huy dàn nhạc. Với những bản nhạc đệm cho các vở diễn, anh đã nghiên cứu và tìm cách làm cho vở diễn, vai diễn hoàn chỉnh hơn bởi những phần đệm thật hiệu quả của dàn nhạc. Năm 2008, Tiến Mạnh lại nâng cao trình độ của mình. Anh thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành sáng tác. Năm 2012 vừa rồi, Đặng Tiến Mạnh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sáng tác. Với bản nhạc Quan Họ Ngày Xuân là những cảm xúc viết về miền quê yêu thương của anh và đã là bản nhạc báo cáo tốt nghiệp khóa học sáng tác của mình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe đôi lời tâm sự của nhạc sĩ Đặng Tiến Mạnh về bản nhạc. Chúng tôi có một cái quan niệm chung, đó là vùng quê Kinh Bắc của chúng tôi có một cái nét văn hóa đặc trưng mà đã được UNESCO công nhận, đó là sinh hoạt văn hóa Quan Họ. Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bắc Giang, nơi bên bờ bắc của con sông Cầu. Thuở ấu thơ tôi đã được ngấm những làn điệu dân ca Quan Họ, ảnh hưởng từ nơi sinh như vậy cho nên nó đã ngấm vào dòng máu, ngấm vào con người. Mặc dù tôi hiện tại đang là chỉ huy một dàn nhạc của nhà hát chèo, nhưng sinh ra trên vùng quê Quan Họ, tôi có những cái giai điệu Quan Họ, có những cái màu sắc của Quan Họ nó đã ngấm vào từ nhỏ, cho nên tôi lấy từ cảm xúc của Quan Họ để tôi sáng tác tác phẩm âm nhạc không lời Quan Họ Ngày Xuân. Về nét sinh hoạt văn hóa Quan Họ thì rất là rõ ràng, tức là Quan Họ là khi mời khách thì như nào, khi đón khách thì như nào, và khi chia tay khách ra về thì như nào. Chính vì vậy cho nên bản nhạc của tôi diễn ra trong khoảng thời gian tôi cấu trúc thành 3 đoạn. Phần 1 với cái tiêu đề là Về miền Quan Họ, với nét nhạc mượt mà đằm thắm, dẫn dắt người nghe xuống thuyền xuôi dòng con sông Cầu lỡ thơ nước chảy, với hai bên bờ là ngút ngàn những bãi ngô xanh mơn mởn, để đưa khách trở về với vùng quê Quan Họ. Và phần 2 là tôi lấy tiêu đề là Hội Làng, tức là khi vùng quê Kinh Bắc cứ vào dịp đầu xuân thì 3 tháng xuân là người ta dừng tất cả các cái hoạt động lo toan của cuộc sống đời thường để người ta mở hội và đón tiếp khách phương xa về, với nét sinh hoạt đậm đặc bản sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Như vậy tôi lấy ý tưởng là Hội Làng. Và phần thứ 3 là tôi lấy cái tiêu đề là Dã Bạn, tức là sau khi đón khách, sau khi mời khách về thì cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, và lúc chia tay đó thì tôi lấy cái tiêu đề là Dã Bạn để biểu thị một cái là tình cảm của người Quan Họ dùng rằng lưu luyến, khi đã được đón khách rồi cứ muốn níu kéo khách ở lại. Và tất cả toàn bộ xuyên suốt tác phẩm âm nhạc không lời của tôi lấy chất liệu từ dân ca Quan Họ. Thưa quý vị, những lời tâm sự của nhạc sĩ Đặng Tiến Mạnh vừa rồi là minh chứng cho tình yêu quê hương của một nghệ sĩ, nhạc sĩ trẻ. Chúng ta chúc cho nhạc sĩ Tiến Mạnh tiếp tục hăng say với công việc của mình đã lựa chọn và góp phần làm cho nhà hát chèo Bắc Giang có thêm nhiều bản nhạc hay, có những vở diễn hoàn chỉnh với sự hỗ trợ của dàn nhạc dân tộc.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản nhạc Quan họ ngày xuân, một sáng tác cho dàn nhạc dân tộc hòa tấu, và nghe đôi lời tâm sự của nhạc sĩ Đặng Tiến Mạnh về bản nhạc. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Kim Anh biên soạn. 15 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.